kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Cuối mẹo kia tàn giã đất trời do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Tới đây chưa được tròn trăng, thì là thượng đế san bằng còn đâu, biển hồ lại hóa cồn dâu. Cồn dâu hóa biển người đâu hàn tàng, đúng năm mẹo biến làng đổi xóm, cảnh đổi thay ghê gớm tới nơi. Cuối mẹo kia tàn giã đất trời, đừng có thiết có mời có réo. Ai khôn ngoan thì tu cho khéo. dáng nhẹ mình đừng tròn méo trong trong. Thì là mới thoát qua vòng. Còn không, hưởng cảnh não nồng gay go. Buồn thế sự còn lo no đói. Buồn chúng sanh còn ba gói bảy mo. Buồn ai ông lái đưa đò. Không còn chờ đợi sóng to đang nhào. Thương bá tánh thương đồng bào cốt nhục. Thương nhân xanh còn tá túc bên thềm. Thương nhân quần gan cậu ruột mềm đêm khăn khắn ngày ghi thêm bút sử. Chiếc băng huyệt điện gần khai, Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết, Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 92, Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 1999. Lời bình, câu sấm, cuối mẹo kia tan giã đất trời ám chỉ cuối năm mẹo quý mão 2023, chiến tranh Trung Đông Gara, Israel bùng nổ khốc liệt, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết thảm thê, đói khát tràn lan. Ngay cả bệnh viện cũng bị bom đạn cày bừa, người già phụ nữ và trẻ sơ sinh cũng bị giết hàng loạt tàn nhẫn. Đức cậu bần sĩ khuyên chúng sanh hãy thức tỉnh quầy đầu sám hối tu cho kịp bộ máy thiên cơ khử trược lưu thanh may ra sống sót qua cuộc sàng lọc kỳ này. Ai khôn ngoan thì tu cho khéo, dáng nhẹ mình đừng tròn méo trong trong, thì là mới thoát qua vòng. Còn không, hưởng cảnh não nồng gai go. Cuộc biến chuyển kỳ này khủng khiếp, biển hồ lại hóa cồn dâu. Cồn dâu hóa biển người đâu hẳn tàng. Sydney, ngày 17 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.